Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất điều tra và đề nghị truy tố bà Đặng Thị Hàng Ni, tức là luật sư, phóng viên Hàng Ni, và ông Trần Văn Sĩ là luật sư về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ. Theo kết luận điều tra, thì trong thời gian từ tháng 9 của năm 2021 đến tháng 2 của năm 2022, thì ông Trần Văn Sĩ đã sử dụng tài khoản YouTube tên là LS Trần Văn Sĩ và bà Đặng Thị Hàng Ni thì sử dụng tài khoản YouTube và Facebook tên là Nhà báo Hàng Ni và một số người khác đã đăng bài và tổ chức nhiều buổi ghi hình phát trên các trang mạng xã hội có nội dung sai sự thật. Các buổi ghi hình và bài đăng này là nhằm xúc phạm đến nhân phẩm, danh dự và uy tín của bà Nguyễn Phương Hằng, của ông Huỳnh Uy Dũng là chồng bà Hằng, nên gây ảnh hưởng đến quỹ từ thiện Hằng Hữu, công ty cổ phần Đại Nam. Do vậy mà bà Nguyễn Phương Hằng đã làm đơn tố cáo gửi các cơ quan chức năng để giải quyết theo thẩm quyền. Kết quả điều tra thì bà Đặng Thị Hàng Ni đã sử dụng tài khoản Facebook và tài khoản YouTube mang tên là Nhà báo Hằng Ni để phát buổi ghi hình tiêu đề là Bà Hằng có quyền ngồi xổm trên pháp luật hay không. Theo kết luận thì Hằng Ni đã đưa lên trên mạng những thông tin thuộc về bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của Nguyễn Phương Hằng là trái quy định của pháp luật. Trong khi đó, thì ông Trần Văn Sĩ đã sử dụng tài khoản YouTube tên là Luật sư Trần Văn Sĩ để phát nhiều buổi ghi hình như là Nguyễn Phương Hằng sử dụng chất kích thích để chửi bới nghệ sĩ cho đã miệng, hay công ty cổ phần Đại Nam và hoạt động phòng chống rửa tiền, hoặc là chính quyền tỉnh Bình Dương có đè đầu cưỡi cổ công ty cổ phần Đại Nam như Nguyễn Phương Hằng, Dũng lò vôi đã thất bại toàn tập qua livestream sáng, vân vân. Theo kết luận thì các tài liệu này có nội dung bịa đặt, sai sự thật, xâm phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm của cá nhân ông Dũng cũng như là bà Nguyễn Phương Hằng, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của công ty cổ phần Đại Nam, vi phạm về luật an ninh mạng, vân vân. Về phía của nhà báo Hằng Ni thì cô cho rằng cô lấy thông tin đời tư của bà Nguyễn Phương Hằng là từ báo chí. Hằng Ni thừa nhận và cho rằng trong buổi ghi hình vào ngày 3 tháng 9 năm 2021, cô đã có những phát ngôn nói đến thông tin cá nhân liên quan đến đời tư của Nguyễn Phương Hằng. Các thông tin này cô căn cứ vào một phần thông tin và nội dung chính trong các bài báo chính thống đã được đăng về bà Hằng. Nhà báo Hằng Ni cũng xác định những phát ngôn trong đoạn ghi hình nêu trên có nội dung liên quan đến bà Phương Hằng, vì biết là bà Hằng còn có tên gọi khác là Nguyễn Thị Thanh Tuyền, là CEO của công ty cổ phần Đại Nam và là người có liên quan đến vụ án Năm Cam. Đối với ông Huỳnh Uy Dũng thì Hằng Ni có tìm hiểu thông qua báo chí và được biết là ông Dũng là chồng của bà Nguyễn Phương Hằng, là chủ tịch của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đại Nam và một trong ba người sáng lập quỹ từ thiện Hằng Hữu. Theo bà Hằng Ni, thì nguyên nhân của những phát ngôn nêu trên là vì bà Hằng đã có những ghi hình, phát hình trực tiếp trên mạng xã hội, có những lời lẽ xúc phạm đến bà Hằng Ni cũng trong ngày 3 tháng 9 năm 2021. Do vậy mà Hằng Ni đã có buổi ghi hình vào cùng ngày đó để phản biện lại những nội dung mà bà Nguyễn Phương Hằng đã nói, rằng những điều đó là không đúng sự thật, như là việc Nguyễn Phương Hằng nói Hằng Ni là tống tiền doanh nghiệp, là bồ của ông Tất Thành Cang, hay nói Hằng Ni chửi Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, hoặc là đưa hình ảnh Hằng Ni và chồng cũ lên mạng xã hội, nói Hằng Ni làm gái và là phản động. Ngoài ra thì Hằng Ni cho rằng việc trình bày đó là nhằm mục đích tư vấn pháp luật để cho mọi người biết về việc Nguyễn Phương Hằng cũng là một công dân bình thường và đều phải tuân thủ luật pháp. Liên quan đến vụ án Nguyễn Phương Hằng, cho đến nay chúng ta vẫn còn đang chờ xem những hồi sau.